Vâng, em Tùng chào tất cả các bác nha. Em đang cho thợ lắp hai quả súp hơi 50 và bát là màng sữa carbon cao cấp cho tất cả các bác này. Quả này em đang dựng đứng lên để ngửa lên để em bắn bông này. Còn đâu đây, cái mặt thùng của nó là giờ CF các bác nhá. Đấy, thùng gỗ là gỗ ván ép và dày phân 8 sân sần. Các bác đi làm sự kiện này, các cái không gian nhà văn hóa có thể chơi các cái dòng súp này. Còn đâu nếu như các anh em mà chơi sự kiện to hơn, muốn mạnh hơn, thùng nó to hơn thì lại chơi cái dòng thùng súp PSD. Còn đây thì em cái không gian vừa phải thì mình chơi vỏ thùng súp giờ xét này. Con này là màng xếp ly lượn sóng, gân 3 gân và màng đan sợi carbon. Từ của bát là từ 220, côn của nó 100, dâu được bọc dây điện này. Côn này thì nó sẽ không kén đẩy đâu anh em nhé, 800W có thể lện được rồi. Bích tiện vát, dòng này em có 40 và 50, đánh rất là gấu và hay luôn anh em nhé. Đấy, đây là bát này. Bát của nó là cô 100 này. Đít lồi này, có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt này. Xương cá trẻ đôi này. Đấy, anh em có nhu cầu quan tâm đến cái dòng súp này thì em đang giao cho khách là 4,1 triệu một quả. Có nhu cầu đến súp thành phẩm và bát sợi carbon thì cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng em nhá, để đặt hàng nhá các bác nhá.